hãy tạo ra một cái thị trường chơi đam mê anh em cá rồng làm sao trong sạch nhất có thể. Đừng có bớt bớt đạo lý thì khiếp, nghe ghê lắm. Có giỏi thì cứ bán đi chứ đừng có nói đạo lý, em nghe rợn hết tóc gáy. Mình quảng cáo tất nhiên mình phải quảng cáo, đúng không? Ai cũng phải quảng cáo, quảng cáo thì mới có khách hàng, quảng cáo thì mình mới bán được sản phẩm. Nhưng mà anh em bớt bớt cái đạo lý lại. Chả có thằng nào giỏi hơn thằng nào đâu. Bộ môn thú chơi mà, thích là chơi, không thích là bán, thế thôi. Nó đơn giản lắm. Mặt ông nào giỏi thì người ta ủng hộ. Ông nào có hàng đẹp người ta mua ủng hộ. Ông nào tử tế phục vụ khách hàng tốt là người ta mua ủng hộ. Khách hàng người ta mua ủng hộ, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đúng không anh em? Ok, nếu anh em muốn săn hàng đẹp và giá êm, body tuyển thì hãy nhớ đăng ký và theo dõi ủng hộ kênh của em ha. Ok, hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì sẽ không phải là cuộc hành trình đi săn và cũng không phải là cuộc hành trình đi bàn giao và cũng không phải là cuộc hành trình đi review luôn. Đó, thì mà 2-3 ngày hôm nay thì em có một chút công việc bận nên là không lên clip thường xuyên để cho anh em xem và chiêm ngưỡng được. Thì rất mong anh em thông cảm. Đó, tại vì mấy hôm nay em có ngoài cái công việc kinh doanh cá này em còn một vài công việc kinh doanh khác nữa. Nên là thành ra mình đang sắp xếp một chút nên là không có thời gian đi săn để quay clip lên cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Ok, thì chủ đề tiếp theo hôm nay thì một đôi dòng tâm sự. Lâu lâu thỉnh thoảng lên những cái clip mà tâm sự chia sẻ cùng với tất cả anh em đầu ngư, và đặc biệt nhất là các anh chơi lâu năm, và cũng như là một vài anh em mới chơi hoặc mới tập chơi, để hiểu sâu hơn về cái bộ môn và thú chơi cá rồng hiện tại bây giờ thời điểm này, và chắc chắn là sẽ về sau. Tại vì cái thú chơi cá rồng ngày xưa ấy, cách đây 10 năm về trước ấy, thì nó rất là trào lưu và nó rất là bùng nổ, đúng không ạ? Nó gần như là hot hòn hòt luôn ấy. Đó, thì sau 10 năm thì đến bây giờ nó thị trường cá rồng nó khá là bão hòa, nên là nhiều anh em từ đam mê và cũng chuyển tha ra thành cửa hàng, và sau khi mở cửa hàng kinh doanh buôn bán không được thì xả lỗ, thành ra là những cái thị trường cá nó sẽ bị bấp bênh về giá. Ví dụ như kinh doanh mà không được thì thường anh em sẽ là xả để về gốc về vốn. Đó, thì cái kiểu vậy nên thành ra làm thị trường mà nó bị bấp bênh về giá. Đó, thế nên là ngày xưa thì nó là một cái thị trường mà cực kỳ hot luôn. Gần như anh em cứ hình dung 10 năm về trước ấy, những cái thời điểm 10 năm về trước thì những anh em nào cửa hàng lâu năm hoặc là những anh em nào chơi đam mê lâu năm thì chắc chắn là đã qua những thời điểm đó. Đó là những cái nhóm trên Facebook, đó là nhóm cá rồng trên Facebook với tất cả nhóm huyết long, nhóm quá bối. Nó rất là vui, ngày xưa nó rất là vui luôn, thật sự rất là vui. Ví dụ đăng một con cá lên thấy đẹp phát là anh em nhau và hỏi nhau mua, không cần biết giá bao nhiêu, cứ đẹp mà ok là lụm hết, đúng không ạ? Thời điểm đó mà anh em nào về cửa hàng mà kinh doanh thì bây giờ khá là giàu. Còn đến thời điểm này thì bây giờ nó bị bão hòa. Nó bị bão hòa. Nhưng mà thú chơi thì không bao giờ bão hòa. Nhưng mà cái giá thành và cái chất lượng nó sẽ bị bão hòa. Anh em công nhận với em điều đó không ạ? Ngày xưa thì thú chơi nó lên ngôi thì lúc đó đang rất là hot. Anh em tranh nhau mua, không cần quan tâm về giá. Cứ đủ tài chính là lụm thôi. Có những con, ví dụ có những con bối lên tận 10 mấy củ, 20 mấy củ, 30 mấy củ, nó nhỏ xíu tầm này thôi, 40 mấy 50 thôi. Đấy, em nhớ ngày xưa đăng lên một phát là anh em nhau hỏi xong tuống bắt liền. Còn bây giờ sao? Bây giờ tất cả các hội nhóm thì tại vì bên Facebook thì bị bóp tương tác rất là nhiều. Cái thứ hai là tất cả các hội nhóm bị sập, bị xóa đấy, bị Facebook người ta xóa. Nên là thành ra bây giờ cái hội nhóm về giao lưu chia sẻ cá rồng thì nó cũng ít đi. Ngày xưa những cái nhóm rất là nổi luôn, rất là hoành tráng luôn, mấy trăm ngàn người mà. Thật sự vào đấy tham gia chơi, anh em chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật với nhau, nó rất là vui luôn, hay thật. Công nhận ngày xưa rất là hay. Còn đến thời điểm bây giờ, thị trường bây giờ thì nó bị bão hòa. Nhưng mà em dám chắc chắn và dám khẳng định với tất cả anh em, đó là cái thú chơi, bộ môn thú chơi này nó không bao giờ nó bị mai mòn đi đâu. Đó, nó sẽ dài và theo thời gian 5 tháng. Nhưng mà còn giá thành và chất lượng sản phẩm thì nó sẽ dần dần nó sẽ thay đổi và nó sẽ gần như là nó sẽ cân bằng hơn, đúng không ạ? Đó, thì cá rồng hiện tại bây giờ nói thật với anh em là vẫn
đa số là 90% là tất cả anh em vẫn phải nhập bên nước ngoài về, chứ đâu có xa sinh sản tại Việt Nam được đâu. Còn hiện tại duy nhất sinh sản tại Việt Nam thì chỉ có anh Hoàng Mạnh Long thôi, cá dòng Hồng Anh ấy. Đó, thì sinh sản tại Việt Nam. Và một vài đơn vị nữa có nha, có một vài đơn vị nữa cũng đang ép đẻ và sinh sản tại Việt Nam có, nhưng mà chất lượng thì không được bằng bên Malaysia, cũng không được bằng bên Indo và cũng không được bằng bên Sinh. Đó, nên là vẫn phải nhập bên đó về, vẫn phải nhập bên nước ngoài về, thì cái giá thành nó sẽ căn theo cái thị trường chênh lệch, đi theo thị trường bên nước ngoài chứ không phải đi theo thị trường bên Việt Nam đâu. Việt Nam mình là phải theo cái giá trị bên Malaysia hoặc Indo. Ví dụ bên Indo nó đẻ nhiều, sinh sản nhiều đúng không ạ? Thì người ta sẽ điều cái giá xuống, thì anh em bên Việt Nam mình mới được sở hữu cái giá mềm. Thì tất nhiên những cái thằng sỉ mà nhập từ bên đấy về, những anh em sỉ đấy, cửa hàng lớn người ta sỉ đấy, bỏ sỉ hoặc là người ta nhập được cái giá thành nó điêu xuống, nó rẻ xuống, thì tất nhiên phải là phải điêu xuống cho anh em cửa hàng lẻ. Đấy, anh em cửa hàng lẻ lại phải điêu giá xuống cho tất cả anh em người chơi, đúng không ạ? Thì nó đi theo một cái giá thị trường chung. Ok, về quay lại cái chủ đề mà đôi dòng tâm sự. Hôm nay là một cái video mà tâm sự với tất cả anh em. Đó là những cái gọi là câu nói trải lòng đấy. Đôi lúc là lâu lâu nên tâm sự đàm đạo với tất cả anh em. Ví dụ như có cái gì mà nói không đúng, không phải, thì tất cả anh em thông cảm. Hoặc là có nói những cái gì đó mà động chạm đến tất cả anh em thì anh em cũng thông cảm. Nói vui thôi, mình đôi lúc mình nói lên nói tâm sự vui thôi. Còn thật chất ra bây giờ ấy, lái nhiều hơn là người chơi. Thật sự là như vậy. Có nghĩa là nhiều anh em lái nhiều hơn cả người chơi. Có những anh em như này cơ, chơi ngày hôm trước, ngày hôm sau đó quay sang đăng bán cá ầm ầm như đúng rồi ấy. Thấy cảm giác kiếm lợi nhuận nó dễ quá. Không có đâu, không dễ đâu. Bán một hai con thì có khả năng là ngon đấy. Nhưng mà làm nhiều như bọn em này thật sự là đau đầu đấy anh em. Không dễ đâu. Không có cái gì miếng bánh nào mà nó thơm, nó ngọt, mà nó như muối mít đâu anh em ạ. Nó khoai lắm. Nhiều anh khách hàng của em thì mới lấy cá em hôm trước, hỏi em đủ các thứ trên đời. Ví dụ em ơi chữa này thế nào, em ơi giá này hợp lý không, đúng không? Em ơi mắt nó làm sao, em ơi đuôi nó thế này thế kia, cách chữa chỉ cho anh với, đánh đèn kiểu gì cho nó đẹp. Ơi thế mà tuần sau phát là thương hiệu uy tín ấy, úi giời, anh ABCZ, cá rồng ABCZ luôn. Úi giời, em giật hết cả nảy lên, em giật hết cả mình luôn. Thật ra thì đến cá nhân em thì em cũng là một người đam mê. Ngày xưa cũng là đam mê, anh em đam mê đồng ngư với nhau hết thôi, chứ chả có thằng nào mà tự dưng trở thành cửa hàng hết. Đều anh em đam mê đồng ngư với nhau, và dần dần đam mê nó sẽ là nối tiếp cái nghề. Và nghề nó chọn mình thì mình tiếp tục hành trình mà đi săn tìm và hoặc là nhập những cái hàng về để cung cấp chia sẻ lại đam mê với anh em. Ngày xưa nói từ chia sẻ thì nghe nó oai lắm, nó gì lắm. Nhưng nói thật ra, nó trắng phớ, nó thẳng đét luôn là thấy kiếm được lợi nhuận, thấy kiếm được tiền, nên là thành ra lao vào làm việc. Nhưng mà khi lao vào thì lúc đầu tưởng cái đường đi nó trải nhiều hoa hồng đấy, đời nó như toàn màu hồng đấy, nhưng thật chất ra không phải đâu anh em. Đời toàn màu gì không. Anh em làm lâu năm là anh em biết hết, anh em nào vào làm đều biết hết. Lúc đầu thì thấy bán được một con hai con, lời được vài trăm ngàn hoặc lời tiền triệu ấy. Thấy ham quá không, thấy sướng. Nhưng về sau làm một thời gian thấy nó đắng cay ngọt bùi, nếm đủ cả luôn, chua chát. Có những người phải bán cả đất, bán cả sổ đỏ đi để mà trả nợ ấy. Nó không có đùa đâu, không đơn giản đâu, nó khoai lắm anh ạ. Thế nên là chỉ muốn chia sẻ với tất cả anh em nào thật sự ở đam mê thì hãy cứ tiếp tục đam mê, nó là thú chơi mà. Trong bốn thú chơi thì đây là top 3 trong các loại thú chơi. Top 3 loại thú chơi mà truyền thống nhé. Em đang nói thú chơi truyền thống, nhưng về sau này thì rất nhiều thú chơi khác nữa. Nhưng mà top 3 mà anh em nhiều người chơi nhất, đó là thứ nhất là chơi cây. Có nghĩa là chơi cây bonsai, cây cảnh ấy. Đó, thứ hai nữa là chơi chim cảnh ấy. Đó, thứ ba là chơi cá cảnh. Thì trong cá cảnh thì trong đó nó có cả cá rồng, cá koi, thủy sinh, tất cả mọi thứ nhiều lắm. Nói chung là về cá cảnh thì trong top trong 3 cái thú chơi thì nó nằm trong top 3 đó. Sau này có cả thú chơi đá quý với các thứ linh tinh nhiều lắm, nói chung nhiều. Nhưng mà cái truyền thống từ ngày xưa đến bây giờ thì vẫn là trong top 3 bộ thú chơi vậy. Nên là anh em chơi, xác định chơi, anh em chơi đam mê, chơi thỏa mãn, chơi để thỏa mái cái tinh thần.
chơi để mình tịnh tâm đấy, tại vì chơi cá là gọi là tĩnh tâm mà, nhưng mà em thấy nó có tĩnh đâu. Chả thấy tĩnh thế nào cả. Anh em bảo là chơi cá để nó gọi là cái gì nhỉ, nó gọi là cái gì nhỉ, cái gì tâm ấy nhỉ, tĩnh tĩnh nhỉ, tĩnh tâm là cái gì nhỉ, em quên mất cái rồi. Nhưng mà đại loại em chả thấy tĩnh thế nào cả, thấy tham sân si nhiều lắm. Nhiều anh em về đam mê chơi, nhưng mua con cá về chơi được vài bữa thì, hoặc là năm bữa nửa tháng thì bán đi, thì cứ bắt buộc là phải có lời mới bán, đam mê mà. Có những đôi lúc là anh em chơi mua 10 bán 8, bán 6, bán 5 bình thường. Đam mê người ta thích người ta chơi, không thích người ta bán đi. Còn nếu mà tính toán quá thì anh em chuyển sang thành cửa hàng đi. Nếu mà anh em tính toán quá thì anh em cứ chuyển sang thành cửa hàng. Thế cho nó dễ, thế cho nó nhanh, đúng không ạ? Thì cái thời ngày xưa ấy, thì em nhớ thời ngày xưa em cũng chơi khá lâu năm rồi. Thì ngày xưa nó vui lắm. Từng cách mà học cách làm sao để bom một con bối nó đẹp, hoặc là tanning làm sao con huyết nó lên màu, và chăm body làm sao nó sumo. Thật sự ngày xưa cái cảm giác chơi nó em chỉ thèm, bây giờ đến cá nhân em chỉ thèm quay lại một cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà lúc mới đầu mình chơi ấy, cảm giác nó phê, nó cảm giác nó một cái cảm giác gì đâu ấy anh em ạ. Trăm cá, hơn 100 con luôn. Đấy, ví dụ có một cái hồ này mà bom một con bối đúng không? Thì ngày xưa thì không biết là dán gạch men hoặc là bom mà thùng composite. Thì ngày chỉ thấy là anh em nói là dán đề can trắng tất cả các mặt lại, che kín cả đằng trước lại. Thì cũng dán đề can trắng đằng trước lại. Nhưng mà bom được khoảng 2 ngày không chịu được. Cứ nhìn thấy cái lưng nó thôi khó chịu chứ, nó kích thích, nó ngứa, nó không thể chịu được. Ê, bắt đầu em mới hé hé một xíu ra, xong bắt đầu nhìn nhìn giòm 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 này. Đấy, chắc chắn là anh em cũng có cái cảm giác đấy giống em đúng không ạ? Xong bắt đầu là lấy cái con dao khoét khoét một lỗ này này, lỗ nhỏ 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 này. Xong bắt đầu mình lại vén lên, ngó xíu, đậy vào. Đấy, thế thì sợ là ánh sáng nó lọt ra bên ngoài, mà mình lại chưa thích ngắm xem con cá nó phát triển như thế nào. Lại cứ rạch rạch một lỗ này. Đấy, xong cho nó ăn, xong ngắm ngắm. Dí sát cái mắt này vào, nhìn xuyên qua cái tấm kính, vui dã man luôn, thật sự nó vui dã man luôn, rất chăm chỉ nha, ngày nào cũng trà hồ, cong đít lên trà hồ, xong là hút phân hút nước, xong là làm đúng quy trình lắm, nghe thấy anh em nói góp ý gì là mình làm đúng như vậy luôn. Người thì bảo thay nước bỏ xíu muối, người thì bảo thay nước bỏ này bỏ kia là em cũng làm theo luôn, nói chung mình trải nghiệm mà, nó vui dã man luôn. Xong là về sau góp được một xíu tiền mua được con huyết. Đấy, xong là mua con huyết, lúc đó thời điểm đó mua huyết mắc lắm anh em ạ. À, mua con huyết cách đây 5 6 năm về trước thì em nói anh em là ối dồi ôi luôn. Thật sự luôn, toàn mười mấy củ thôi. Không bao giờ có chuyện mấy củ đâu. Toàn mười mấy củ, em nhớ chính xác ngày đó là em mua 14 triệu 500. 14 củ năm thì là nó body đuôi càng bình thường luôn, không có siêu đuôi càng gì đâu. Body bình thường luôn. 14 củ năm về trăm, thế là cho phông đen. Giờ thấy anh em bảo là con huyết này nó thích ở dơ đấy, gọi là sống bẩn đấy. Thì sống bẩn không thay nước, một tuần thay nước lần, xong là chơi làm sao để cho nó lên rêu xanh để nó hấp thụ màu cho nó tốt. Cũng đánh đèn mạnh ở trên nóc ấy. Đánh đèn mạnh trên này này, xong để rêu nó mọc tùm lum đi, không thả lau kính, không thả gì hết, xong để nó mọc lum xùm ấy, nhìn đẹp thật. Công nhận nhìn đẹp, nhưng màu thì em không cũng có thấy có gọi là phát triển một tí màu đấy. Nhưng mà em thấy cái bộ rêu nó đẹp thật. Xong nó bẩn, ui nó bẩn kinh khủng luôn. Nó bẩn kinh khủng luôn. Xong về sau thì thấy con chơi con rồng một mình thì thấy nó buồn. Xong đi ra tiệm cá cảnh mua con kim sơn. Con kim sơn 2-3 ngón về thả vào. Thấy thằng kia nó bảo con kiểu sừng đẹp thì cũng mua con kiểu sừng thả vào. Xong mua con chê cọp thì cũng mua con chê, chê báo, con cá trệ, con gì nhỉ, hồng vĩ mỏ vịt ý, thì cũng lên mua con hồng vĩ mỏ vịt thả vào. Đấy, xong mua con phi phụng, cũng mua phi phụng. Có nghĩa là một cái hồ lẩu thập cẩm luôn, thả tùm lum xí đú luôn, có nghĩa là cái gì cũng thả vào trong hồ này luôn. Thế buồn cười nhưng mà vui lắm nha. Ở điểm đó vui ấy, mỗi con nó ăn một cái loại bồi khác nhau, thế là thành ra là thả như kiểu một cái hồ lẩu thập cẩm ý. Đấy, chả con nào chủ thể con nào ấy, rồng với phụ kiện như nhau luôn, buồn cười lắm, vui.
Nói chung là ngày đó là trải nghiệm đủ các kiểu. Xong là cái con huyết của em lớn lớn xíu xíu, ba đầu ngón tay này, lên được khoảng size 27, 28 gì đó. Bắt đầu nghe anh em thấy vấn đề tanning thì cũng học tanning. Cầm cái đèn T5 to chà bá luôn. Cái hồ mà hồ mét 2 như này này. Cầm cái đèn T5 anh em ốp thẳng một phát vào luôn. Size 27, 28 mà ốp thẳng cái T5 1m2. Anh em thấy sợ không? Hết nước chấm luôn hiểu không? Ốp thẳng luôn. Đấy, em ốp thẳng luôn. Ui giời, trà nội. Cái vảy nó cháy khét lẹt luôn. Có nghĩa là nó đẹp thùi lùi luôn. Nó không gọi là còn, nó không gọi là còn là tanning ở gió đỏ nữa, mà nó sậm, nó đen như kiểu là cái cục than ấy. Em nói thật, cái kỷ niệm em nhớ mãi luôn. Nó như cục than luôn. Cây T5 1m2 mà con cá nó nhỏ xíu này. Ông cố nội ốp một phát ngang này, học người ta tanning, ốp bật 24/24 luôn. Ui dồi, nó đen thùi lùi luôn. Em cứ buồn cười. Nhưng nó là một cái bài học và một cái kỷ niệm trải nghiệm khá là hay. Thì đó là một cái trải nghiệm khá là hay, khá là hấp dẫn. Thật ra quay lại cái thời ngày xưa ấy, thời mà lúc còn trào lưu về cá rồng ấy, anh em tập chơi về cá rồng ai giống ai luôn. Chưa ai là thợ là thầy, chưa ai là gọi là cao siêu sành sỏi hết. Còn đến bây giờ thì em thấy thợ thầy nhiều quá. Toàn thầy thôi. Thầy ông nội. Thầy ông nội nhiều lắm. Mới chơi vài ngày nhưng mà chỉ người ta cách chữa này chữa kia tùm lum đủ các kiểu luôn. Nói chung là thầy ông nội bây giờ nhiều lắm. Nên là anh em chơi bây giờ chơi, mình cứ chơi đi. Mình cứ trải nghiệm, mình cứ cảm nhận. Nói chung là tất cả các kinh nghiệm ấy thì do mình trả giá hết, do mình trải nghiệm hết. Chứ không có ai là người ta dạy mình, hoặc là không có ai là người ta chỉ cho mình đâu. Nên là tất cả anh em đam mê ấy, đồng ngư ấy, thật chất ra anh em, nhất là anh em mới chơi ấy, mình cứ chơi đi. Cả kể có mất tiền ngu ấy thì gọi là cái đó là trả giá, nó gọi là đóng học phí. Thật sự là như vậy, chứ không có ai là chỉ cho mình cái cách mà làm sao để bớt ngu đi, hoặc là để cho mình không mắc sai lầm đâu, không có đâu. Tất cả đều mà mình tự, cá nhân mình tự trải nghiệm và tự đóng học phí. Bộ môn thú chơi mà. Nên là nhiều anh em ví dụ như có hỏi được ấy, thì là anh em người ta góp ý cho mình để mình tránh được cái rủi ro phần nào đó thôi. Còn đâu ấy, đa số là mình tự trải nghiệm hết. Tại vì cái bộ môn thú chơi cá rồng này nó hay lắm, nó hấp dẫn lắm. Nó lại không giống như cá koi. Cá koi cứ có tiền, có một chút xíu kinh nghiệm là chơi thôi. Còn cá rồng này đâu hẳn là có tiền là chơi đâu. Nó thay đổi theo từng ngày, nó phát triển, nó tăng trưởng. Tại vì cá rồng này nó thuộc trong cái dòng top gọi là gọi là gì nhỉ, động vật săn mồi mà. Nó là động vật săn mồi mà. Thích ăn những cái cá thể mà gọi là động vật sống nhỏ hơn nó là nó bụp hết. Thế nên là anh em cứ chơi đam mê thì cứ chơi trải nghiệm đi. Tìm hiểu cho một kỹ một chút xíu rồi mình hãy quyết định. Mất tiền cũng được thì coi như là mình đóng học phí đi, mình cứ nghĩ thoáng ra, mình nghĩ đơn giản vậy đi, đừng có cay cú nhau làm gì nhiều quá. Thật sự là như vậy, nhưng cố gắng đừng làm sao để cho bị bịp, bị lừa. Cái giá nó phải trả cho nó hợp lý chút xíu. Thì anh em cứ tìm những cái thương hiệu mà nó ok lâu năm, hoặc là anh em tìm hiểu kỹ trước khi mình quyết định. Em chỉ đóng góp và nhắc nhở anh em như vậy thôi. Chứ đừng một vài cá nhân mà để ảnh hưởng cả một tập thể, nó khó lắm. Đến đối với em, cá nhân em cũng thế thôi. Để em xây dựng thương hiệu đến bây giờ ấy, thì nó cũng trả giá cả một thời gian rất là dài. Kinh nghiệm, xương máu, tiền bạc, đủ thứ trên đời em phải nếm hết. Em nói thật với anh em là đến thời điểm bây giờ em kinh doanh bây giờ, anh em cứ bảo là bọn bán rồng là bọn sướng, ăn ngập mồm, cắn ngập mồm luôn. Không có đâu. Trả giá của em là 2-3 miếng đất rồi anh em. 2-3 miếng đất luôn. Theo nghề đến bây giờ luôn. Không phải dễ đâu, không dễ tí nào đâu. Anh em đừng nhìn là nhìn cái trước mắt mà mấy ông khoe tiền, khoe của, khoe bán cá này, bán cá kia, gọi là hôm nay bán được cái này, bán được cái kia, khoe lên như đúng rồi. Thật ra ảo đấy. Trên mạng nó chỉ là ảo thôi. Còn những anh em mà người ta làm chân thật ấy, thì người ta có đưa lên và người ta chia sẻ những góc độ thật, còn ẩn đằng sau đó là cả một cái quá trình luôn. Như bọn em làm lâu năm, cái giá phải trả bọn em đắt lắm. Thì nó mới tồn tại đến bây giờ, thì nó mới là có thương hiệu đến bây giờ. Chứ dễ gì đúng không? Dễ gì mà ăn sổi. Thế là tại sao lại nhiều khách hàng người ta mua những con cá mấy chục triệu, người ta chuyển tiền cho em cái xẹt xẹt cái một. Tại vì đâu phải là thằng này mày mới nổi, hoặc là mày mới dậy thì đâu.
tao biết mày bao nhiêu năm nay rồi, mày làm việc như nào, mày làm ăn như nào, mày quay lại hành trình các thứ linh tinh tao xem, tao đều biết hết chứ. Có ai người ta dám đánh đổi bao số tiền nhỏ nhỏ để đánh đổi cả cái tên tuổi, cả bộ mặt của mình không? Lừa đảo đâu, đâu bây giờ đâu phải dễ đâu, khó lắm anh em ạ. Đúng không ạ? Đấy, thế nên là cái thú chơi này anh em cứ cảm nhận như này cho nó dễ này, mình cứ chơi đi, mình cứ thích mình chơi đi thôi, chứ mình đừng có suy nghĩ đắn đo vấn đề là biết được thằng này giá thế nào, chơi cũng hỏi người này người kia, thợ này thợ kia. Nói chung là người ta có cái câu gọi là lắm thầy nhiều ma đấy, anh em cứ tự chơi tự trải nghiệm thôi, chứ không có thợ thầy gì ở đây đâu. Tự chơi tự trải nghiệm, tự cảm nhận rồi sẽ có kết quả. Hôm nay chết con cá lại mua con cá tiếp theo, đúng không? Nó bị phát hiện cái gì là mình lại tiếp tục mình chữa cái đó, hay lắm, nó tạo cho mình một cái cảm giác. Thì tất nhiên là những anh em đi chơi trước thì mình cứ hỏi đi, mình đúc kết một cái kinh nghiệm, xong mình tích lũy lại những cái câu nói của người ta rồi mình test thử xem có đúng hay không. Thì mình cứ trải nghiệm thì thú chơi mà, đừng có đau đầu quá. Tĩnh tâm cái gì? Em thấy con cá này chả có cái gì tĩnh tâm cả, đôi lúc đau đầu luôn, quằn quại luôn, không đùa đâu. Xong rồi trên cái nền tảng khác của em ngoài YouTube này, nền tảng TikTok, thì trên nền tảng đó em có quay về cái chủ đề, nếu mà anh em theo dõi em bên đó thì đa số là em sẽ không quay những cái vlog để đi bàn săn và đi bàn giao các thứ đâu, và đa số là sẽ là giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về những cái cá nào mới săn về. Thì nhiều anh em biết rồi đúng không ạ, những cá nào mà mới về hoặc là cá nào còn tồn thì em sẽ đăng lên, giới thiệu lên cho anh em. Đấy, giới thiệu chi tiết và quay chi tiết cho anh em xem và chiêm ngưỡng, thì nó chỉ ngắn gọn một đoạn nào đó thôi. Đấy, đấy là bên nền tảng TikTok ấy. Thì giới thiệu cập nhật nhanh nhất, nhanh hơn cả YouTube. Đó, thì là sẽ giới thiệu về cập nhật cho anh em là những hàng nào mới về, hàng nào giá bao nhiêu như nào, là em giá công khai luôn cho anh em, để cho anh em lựa chọn phù hợp túi tiền mà đẹp, ưng đúng mắt anh em là anh em lụm thôi. Còn anh em nên nhớ một điều như này, em là thợ săn. Em là thợ săn là đi săn lại của người chơi, đi thu mua lại của người chơi, đi thu mua tất cả anh em đang chơi, anh em nào chán hoặc có công việc là em đều thu mua lại hết. Là em săn, thường những thằng thợ săn là những cái thằng mà săn được những con cá đẹp nhất, không phải là cửa hàng đâu, mà những thằng thợ săn như bọn em này này, chịu vất vả đi đây đi đó để thu mua thì chắc chắn sẽ có những con cá đẹp. Đấy, còn những cái gu của em thì nó lại là phải những con cá nó đẹp thì em mới thu, còn những con cá mà nó lỗi nhiều quá là em thu, lỗi ít thôi, lỗi chút xíu thì còn được, à, lỗi nhiều quá thôi bỏ, dẹp luôn. Đấy, thế nên là giá cá về thị trường cá size lớn thì nói với anh em thật sự nó như này là nó không có giá thị trường chung. Đấy, cá size lớn là không có giá thị trường chung. Nhiều anh em bên TikTok lại còn nói với em những câu này, thật sự là những cái ông đấy là những cái ông lấy nick ảo vào để nói chuyện với em thôi. Là có nghĩa là mấy cái ông cửa hàng ấy, mấy ông cò lái vớ vẩn ấy, mấy ông cửa hàng nhỏ lẻ ấy, bán không được quay sang là ghen ghét đố kỵ với em, là hay nói đến kiểu đấy. Hay nói kiểu gì ạ? Lấy nick ảo vào xong là bình luận ấy trên bài viết của em là mày bán giá đấy thì chỉ có lùa gà thôi, ai người ta mua cái giá đó, con này mà 8 triệu 9 triệu à, đúng cái thằng lùa gà đấy, nói với em như vậy. Thì thật rất ra những anh em đam mê đầu ngư người ta đều biết hết, những anh em người ta chơi thật người ta đều biết, đều biết nha. Còn những cái ông mà cửa hàng nhỏ lẻ đa số là hay đi chọc ngoáy, cái kiểu mà đâm chọc ấy, lấy nick ảo vào xong chọc ngoáy, gọi là tạo ra một cái drama. Em cũng đang muốn drama đây, miễn là sao không phải drama lừa đảo là được rồi. Đúng không ạ? Drama để phục vụ tất cả anh em đầu ngư là tốt, chứ còn đừng có drama lừa đảo được. Em không có ưa gì mấy cái vấn đề lừa đảo đâu, ghét lắm. Giải thích với anh em luôn, ví dụ như con này size 52-53 và em giá đang bán là 7 củ 5, đúng không, 7 triệu 5 đấy, 52-53 ấy, bối body chỉ đầu muỗng đuôi to càng bướm, body chiến, người ta gọi là body chiến đấy. Em đã bán 7 củ 5 thì anh em thử định giá xem 7 củ 5 mắc hay rẻ. Làm gì có định luật là mắc hay rẻ, tại vì cá size lớn nó không có giá thị trường chung, chỉ có cá size nhỏ thôi. Cá size nhỏ là bắt buộc là anh em phải nhập từ bên nước ngoài về, cái giá thành nó sẽ là bao nhiêu, đúng không? Thì nó sẽ có một cái khung giá riêng, nó sẽ có một khung giá riêng, và để anh em cửa hàng bán lẻ ra cho anh em thì anh em biết được cái giá thị trường chung.
Chứ còn cá size lớn này thì lấy đâu ra giá thị trường chung? Ở đâu có nhập được không? Không bao giờ nhập được. Tại vì bên nước ngoài người ta còn giữ lại để người ta phối giống, lấy đâu ra để nhập về cung cấp để cho các ông nhiều như thế ở bên Việt Nam mà để các ông chơi cá size lớn? Đâu có. Tất cả những cá size lớn này, những người thợ săn như bọn em đi săn về thu mua về là đa số là của tất cả những anh em đồng ngư đang chơi thôi. Làm gì có ông nào mà ấy được, đúng không ạ? Ví dụ như con huyết thì người ta có thể nuôi gia công, là có nghĩa là nuôi úp sai, nuôi dưới ao để to lên xong nhấc lên bán thì nó còn có màu. Chứ riêng con bối này nhé, em xin lỗi anh em đi, nếu mà không phải chơi trên hồ kính mà đánh đèn nha thì nó không có màu như này đâu. Nếu mà anh em nuôi dưới ao mà anh em bảo là nuôi như cá ăn thịt ý, gọi là thả xuống đấy xong là bắt đầu thúc ăn để lớn lên bán thì đầy á, xin lỗi đầy đâu, có mà nó đen thùi lùi luôn ý. Con bối nếu mà nuôi ở dưới môi trường ao tự nhiên nhé, nó đen cực kỳ luôn, nó đen thùi lùi luôn đấy, làm gì có máu. Con cá nó cần phải có ánh sáng thì đốt cái lòng vẩy nó thì nó với sáng, nó với vàng lên được. Chỉ có con huyết thôi, con huyết úp sai thì tại sao huyết sai lớn thì nhiều nhưng bối sai lớn thì lại ít, nó đều có lý do hoài chứ, đúng không anh em thấy không, nó đều có lý do hoài chứ. Tại sao huyết sai lớn thì lại nhiều nhưng mà bối sai lớn thì lại ít, lại hiếm, đúng không? Người ta gọi là huyết đẹp thì dễ kiếm mà bối đẹp thì khó tìm. Tại sao nó lại có con câu đó? Đều có nguyên nhân cả. Con bối nó phải nuôi trên môi trường phông trắng này, có đèn này, sáng này thì con cá lòng vẩy bộ giáp nó mới đẹp được, nó mới sáng lên được, bán thì nó mới có tiền. Còn nếu mà thả xuống ao mà để thúc ăn như kiểu thúc cho cá ăn với các kiểu thì không có đâu. Chỉ có huyết thôi. Đấy, chỉ có huyết thôi anh em ạ. Thế nên là giá cá size lớn ấy, nhất là đặc biệt nhất là bối luôn, nó không có giá thị trường chung. Tùy theo cửa hàng người ta sẽ định giá khác nhau và người ta thu bao nhiêu, người ta bán bao nhiêu, đấy là việc của người ta. Còn anh em nếu mà anh em cảm giác mà hợp túi tiền, mà cảm giác thích nó thì anh em xuống tiền, nó không có giá trị chung, đúng không ạ? Ví dụ như con này body sumo trên thị trường rất hiếm, mà để anh em nuôi được rất khó luôn, thì nó sẽ có giá trị rất là cao, là tầm 18 củ khoai thì em mới bán được con này. Còn nếu anh em dưới 18 củ em không bán là không bán, em để em chơi cũng được, em để em trưng cửa hàng cũng được. Đấy, rất nhiều anh em ngỏ lời em 15, 16, 17 em không bán là không bán, đúng giá 18 em bán. Thật sự là như vậy, có những con cá anh em có tiền mua rồi, mua xong là em mất cá luôn. Thật sự là như vậy. Cái ông 15 củ đúng không, ông trả phát mà em cảm thấy có tí lời ấy, em bán ấy, là em mất cá. Thì cái ông 17 củ hỏi lại con này lấy đâu ra mà có nào bán, lấy đâu ra mà có mà bán. Đấy là nói ví dụ đơn giản cho anh em hiểu thôi. Tiền nào của đó, cá nó đẹp theo từng mắt của con người, từng cái cảm nhận của từng người một. Đấy, còn ví dụ như bé trên này là 7 củ rưỡi này, bé đầu vàng dưới này là 10 củ 5 này, em bớt deal xuống cho anh em 500 ngàn. Hôm bữa em báo lộn giá 11 củ, nhưng mà đây bé này là 10 củ 5 thôi, sai 5-6, 5-7 luôn, sai lớn luôn nha. Còn bé bên này là 7 củ 5, siêu càng, sai 60, cực kỳ khét luôn. Còn bé bên này thì khách chốt rồi, bé HB này. Đây, bé HB này này, sai trên 50 nhá, mà gần 10 củ đấy. Anh em thấy kinh không? Anh em bảo bây giờ HB body đẹp, anh em đòi rẻ tiền à? Không có đâu. Thế nên đấy, như con này ông mấy ông bảo là vào em, bảo em là vào lùa gà này. Đấy, như con HB body semi này, semi sọt cam bướm này, anh em nhìn này. Đấy, đuôi tam hoa này. Ok chưa, em bán 8 củ 5 mấy ông bảo vào mày để lại mà chơi, nếu ai mua. Em đăng bài lên một cái một, các anh ấy tranh nhau chốt luôn. Đấy là những người mà kém hiểu biết, hoặc là mấy nhất là mấy cái bố mà gọi là cò lái vớ vẩn, lập nick ảo xong vào chọc ngoáy, cái kiểu không bán được bằng người ta nên thách bắt đầu là ghen ghét, ghen ăn tức ở. Người ta chơi bây giờ ấy, tất cả anh em đồng ngư người ta chơi vẻ đẹp là chính. Cái này không phải cân ký, thật sự là anh em như vậy, người ta chơi vẻ đẹp chứ không phải cân ký. Nên là giá trị là do cửa hàng người ta đưa ra. Ví dụ người ta có thu 500 hoặc 1 triệu, người ta bán 10 triệu, đấy là việc của người ta, đúng không? Tùy từng cửa hàng. Mình là người chơi, mình cảm thấy hợp lý, đúng không? Mình xuống tiền và mình sở hữu là ok, là mình về mình chơi chứ mình có phải kinh doanh đâu. Nên là vẻ đẹp, con nào nó ít có trên thị trường thì vẻ đẹp của nó ít trên thị trường thì giá nó sẽ cao. Anh em cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn những vẻ đẹp mà nó bình thường, đây ví dụ như con này size 60, mà tại sao này trước em bán 6 củ rưỡi, bây giờ ấy lên 7 củ rưỡi,
7 củ rưỡi em mới bán. Đây, to chà bá này luôn. Mắt môi râu mọi thứ đuôi càng đẹp chuẩn chỉ luôn. Tại sao có 7 củ rưỡi mà con này tận 10 củ? Đúng không? To gấp đôi con này luôn, tại sao có 10 củ? Đây đâu phải là cá thịt đấy anh em. Bộ môn thơ chơi cá cảnh là chơi về vẻ đẹp. Thế nên là giá cá sai lớn ấy, nó không có giá thị trường chung. Nên là anh em đừng có đánh đồng với đồng nghĩa, là nhất là mấy anh em mới tập chơi thì cứ bảo là em thấy trên thị trường bán có 4-5 triệu mà tại sao anh bán tận như 7-8 triệu. Nó tùy từng con. Em nói thật, nó tùy từng con, nó tùy vẻ đẹp từng con. Có những con 10-20 triệu, có những con em nói thật với các anh em như này, có những con bối bọn em phải xuống tiền tận 25-30 củ, 30 triệu ấy, bọn em mới mua được lại của khách. Chứ không phải là bây giờ bọn em bán ra đâu. Có những con bối nó xuất sắc cỡ đó cơ, 25-30 triệu còn không mua được ấy, trả giá người ta còn không bán ấy. Chứ đừng có nói là bây giờ bảo là bây giờ bán ra là bao tiền. Em thề luôn ấy, có những con cá bối này này, nó đẹp kinh khủng luôn mà bọn em xuống dụ người ta, gạ gẫm người ta, trả giá người ta 25-30 triệu để mua con đó, không được. Không được là không được. Nó không có giá đâu, không có giá thị trường chung đâu. Nên là mấy bố, nhất là mấy bố cò lái, bớt bớt lại, tém tém lại. Cái cá size nhỏ nó là cá nhập khẩu thì nó sẽ có cái giá thị trường chung. Còn cá size lớn này, ví dụ như con này gần 60 body sumo này, em mà đã bán rồi ấy, đúng không? Mà anh em muốn kiếm con này, em chịu thua. Em chịu thua, không có cách nào để mà tìm kiếm được lại con như thế này để mà phục vụ anh em. Lâu lâu mới săn được, đúng không? Lâu lâu người ta mới bán lại, tại vì những con cá đẹp, các anh em chơi người ta không muốn bán đâu. Nên là đấy lâu ra bọn em để săn được, hiếm họa bọn em săn được. Thì là anh em cứ cảm giác mà mình ưng, hợp túi tiền, làm mình lộn thôi. Chứ làm méo gì có cái giá thị trường chung mà mấy bố cứ vào phán như đúng rồi. Bây giờ bảo mấy ông ấy bảo là giá này ai mua, đúng không? Ai mua thì cứ để đấy em chơi, em ôm hết, có bao nhiêu em lấy hết cho. Bây giờ anh em bảo có mấy con này là có 4-5 triệu đúng không? Anh em có bao nhiêu, alo liên hệ với em, số điện thoại em để dưới, em thu hết cho anh em luôn. Có bao nhiêu em thu hết. Nhưng cá phải đẹp nha. Đừng có lỗi môi, sệ mắt tùm lum, hoặc là đứt râu, đứt càng, gãy đuôi nha. Những cái loại đó cho em không lấy đâu. Anh em có cá, những cá bối này em đang thu rất nhiều này, bối và HB size lớn này. Bao nhiêu em thu, em thu số lượng lớn luôn. Tại vì bên kho 2 của em còn chừa mấy chục hồ nữa. Mấy chục hồ lận. Tổng cả hai kho của em hiện tại bây giờ nó là 56 hồ tất cả. 56 hồ mà em đang cần thu rất nhiều để về phục vụ anh em về sau nữa. Đó, anh em có cứ liên hệ cho em nhé. Em không nói xạo đâu em hả, chưa bao giờ nói xạo gì ấy. Anh em có mà chán chơi cứ liên hệ cho em. Mà anh em bảo là chỗ nào rẻ hơn á, liên hệ cho em. Em đến tận nơi em thu cho. Ok không ạ? Em đến tận nơi em thu cho. Chứ đừng nói anh em mua của em. Em đến tận nơi em thu cho anh em. Nhưng mà đừng gửi mấy cái con cá ối dồi ôi xong là đi so sánh với em. Mấy con cá người dài như cái dây thun, xong là nấm niếc tùm lum, đúng không? Bệnh tật tùm lum trên người, trên vảy, vảy rớt tùm lum, hoặc là tổng thể của nó xấu hoắc đi, thì đừng có gửi cho em. Nó khập khiễng lắm, em thấy nó khập khiễng cực kỳ luôn. Thế nên là anh em phải hiểu về cái thú chơi. Còn mấy anh em lái cửa hàng ấy, mình nên, em nói thật, góp ý thật sự, nếu mà các anh có nghe được ấy, thì em nói thật là mình nên động viên nhau, giữ một môi trường chơi chung, giữ một cái môi trường mà để anh em công bằng, làm việc công bằng, kinh doanh công bằng. Ai khỏe người ấy chạy, ai mạnh người ấy làm, đúng không ạ? Đừng có đả động đến nhau. Nói chung là cùng chúc cho nhau để kinh doanh làm sao cho nó phát tài phát lộc, kinh doanh buôn may bán đắt đấy, và tạo ra một cái môi trường mà một cái thị trường gọi là đam mê anh em cá dòng với nhau. Chứ đừng có đi chọc ngoáy phá phách nhau, đâm chọc nhau làm gì, nó mất hay ra. Còn người thiệt thì chỉ có là những anh em khách hàng, những anh em đam mê thôi. Chứ còn mấy ông lái là mấy ông cửa hàng không bao giờ thiệt đâu. Người thiệt đầu tiên đó chính là những anh em khách hàng, những người khách hàng. Nên là các anh bớt tém tém lại, bớt lừa đảo đi. Mình làm việc bằng cái tâm một chút xíu, có sao mình nói vậy. Mình bán được không bán được thì mình cứ để môi trường nó trong sạch đi.
chứ đừng có đi chọc ngoáy nói đạo lý ghê được. Em nói thật là toàn mấy bố cửa hàng nói đạo lý thôi, thật sự luôn, toàn mấy bố điếm điếm nói đạo lý với nhau, thế mới khổ chứ. Hãy tạo ra một cái thị trường chơi đam mê anh em cá rồng làm sao trong sạch nhất có thể, đừng có bớt bớt đạo lý thì khiếp, nghe ghê lắm. Có giỏi thì cứ bán đi chứ đừng có nói đạo lý, em nghe rợn hết tóc gáy. Mình quảng cáo tất nhiên mình phải quảng cáo, đúng không? Ai cũng phải quảng cáo, quảng cáo thì mới có khách hàng, quảng cáo thì mình mới bán được sản phẩm. Nhưng mà anh em bớt bớt cái đạo lý lại, chả có thằng nào giỏi hơn thằng nào đâu. Bộ môn thú chơi mà, thích là chơi, không thích là bán, thế thôi. Nó đơn giản lắm. Mặt ông nào giỏi thì người ta ủng hộ, ông nào có hàng đẹp người ta mua ủng hộ, ông nào tử tế phục vụ khách hàng tốt là người ta mua ủng hộ, khách hàng người ta mua ủng hộ, thế thôi, đơn giản vậy thôi, đúng không anh em? Ok, còn đấy là hôm nay là đôi dòng tâm sự vậy thôi. Còn hiện tại bây giờ ấy cũng kết thúc video tại đây. Thì nếu mà nhiều anh em mà có cá lớn, bối lớn, HB lớn, huyết lớn, size thấp nhất từ 40 trở lên, chán, muốn bán thì cứ alo liên hệ với em. Tuyệt đối là em không thu size nhỏ nhé. Em không thu size nhỏ đâu. Size nhỏ nó mất công lắm. Với lại giá cả nó bấp bênh lắm. Nên là em không thu size nhỏ, nên anh em thông cảm. Em không thu size nhỏ, em thu size từ 40 trở lên và nó phải đẹp. Ok anh em nào có thì nhớ alo liên hệ với em, số điện thoại em có để giữa màn hình. Và một vài hôm nữa tiếp tục là em sẽ là cuộc hành trình mà quay lên cho anh em những cuộc hành trình đi săn và bàn giao. Và đây là những cái dòng tâm sự, đôi lúc cái dòng tâm sự nếu anh em cảm thấy vui mà hấp dẫn mà muốn nghe em nữa thì có thể bình luận ở bên dưới nhé. Có thể bình luận dưới ở bên dưới giúp em. Muốn hỏi về cái gì thì anh em cùng nhau chia sẻ. Đấy. Thì hiện tại bây giờ cá bên size lớn bên con một của em vẫn còn khá là nhiều, khoảng hơn chục con thôi, đang thiếu trầm trọng luôn, đang cháy hàng mà. Nên là anh em có thì cứ alo lên để với em. Bây giờ em đang cần thu rất nhiều luôn, không bán được thì em vẫn cứ thu, thế đều ấy. Em yêu cá cỡ đó luôn. Nên là anh em cứ có thì nhớ nhắn tin qua Zalo giúp em. Đấy, còn bé này vẫn 18 củ, siêu khủng luôn. Đấy, ok không ạ? Thế thôi, không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ em chuẩn bị sắp xếp kèo. Và sau những cái video này tiếp tục lại cuộc hành trình đi săn và bàn giao, hoặc là đi review gì đó. Ok, không linh tinh liên thuyên nữa, hẹn tất cả anh em vào clip tiếp theo. Bye bye anh em.